Em xin được kính chào quý anh chị, em là Đức Thành Ô Tô, chuyên mua bán trao đổi các dòng xe đã qua sử dụng. Ở địa chỉ cửa hàng em ở số 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Như anh chị đã biết rồi, tất cả các xe cửa hàng em bán ra thì đều có cam kết chất lượng xe. Ngoài ra anh chị được mang đi kiểm tra hãng thoải mái, nên là anh chị không ngại về chất lượng đâu. Em mới về trước bán tải. Ra bên em thì rất ít khi về bán tải thôi, bọn em chuyên làm xe lướt. Nhưng mà phải có những xe nào đẹp, thực sự đẹp, hợp lý thì em mới nhập về bán tải. Thì đây là chiếc Ford Ranger phiên bản quay chắc, bản cao cấp nhất, hai cầu anh chị nhá, full kịch, sản xuất năm 2019, tên cá nhân biển Hà Nội 2019, máy 2.0 biturbo. Quay chắc đời này thì mọi người nghe thì sẽ e ngại ngay là cái động cơ dầu của nó 2.0, tại vì trước đấy quay chắc sẽ là 3.2, thì đến 2018-19 bắt đầu chuyển sang động cơ 2.0 biturbo, thì cái động cơ này á nó lại gây một cái mọi người hay bàn cãi là chảy dầu. Nói chung trên tất cả các dòng xe Ford, ví dụ như Everest, ở trước kia em có Everest đỏ kìa, trước kia 2018 một cầu đấy, thì máy dầu của nó thì thực tế là có xe này xe kia, và hãng Ford thì họ có đảm bảo cam kết là 5 năm có lỗi chảy dầu thì bên hãng sẽ khắc phục cho. Thế nên là anh chị không ngại về cái chảy dầu đâu, nó cũng chỉ là một cái nhỏ thôi, chứ không phải hạ máy hay bổ máy gì cả. Đấy. Chiếc xe của em là bản 2 cầu, nói chung là đầy đủ các công nghệ, không thiếu cái gì cả. Ở đây mình có 6 cảm biến trước này, anh chị có thể lùi xe vào điểm đỗ này, đi siêu thị các thứ, kể cả các chị gái mà xe dài quá thì xe tự động lùi luôn. Cũng rất là nhiều các công nghệ, quay chắc, biturbo, nhiều lắm, em thấy nhiều công nghệ lắm, giữ làn đường này, cảnh báo phanh này, nhiều lắm. Xe của em thì là có nắp thùng thấp rồi anh chị nhá, có nắp thùng thấp này, đỡ được một chút tiền này. Ở đằng sau thì có một cái cản này lắp thêm thôi, có cái rơ móc kéo với lại cái đèn led ở phía sau, có đèn led ở phía sau. Cái đèn hậu này của nó cũng là dán màu đen này, dán thành sơn màu đen để cho tông xịt tông thôi, cũng rất là ngầu đúng không ạ. Bản 2 cầu 4x4 bán tải từ trước đến giờ thì vẫn rất là hot ở Việt Nam mình, đơn giản là vì nó đa dụng, anh chị đi chở người cũng ok, mà chở thêm hàng hóa cũng không thành vấn đề, mà đặc biệt là cái giá cả còn rất là hợp lý, tại vì tính thuế xe mới của bán tải sẽ rẻ hơn một nửa so với lại xe du lịch, bằng một nửa anh chị nhá. Quay chắc đầy đủ, bản cao cấp nhất rồi. Anh chị có ghế điện này, đèn auto này, gạt mưa tự động này, đèn cốp này, chỉnh gương điện này. Ở đây anh chị có ga tự động cruise control này, limited này, em thấy nhiều lắm. Volume này, điều hòa tự động này. Máy dầu của Ford thì không thể bàn cãi rồi, rất là hay, chắc chắn, rất là êm. Chiếc xe của em 2019 chạy 5 vạn km, 5,3 vạn km này, 5,3 vạn km. Màn hình cỡ lớn, màn hình to, đầy đủ cam lùi các thứ anh chị nhá, đầy đủ hết. Thông tin điều hòa, cần số. Ở đây hai cầu này anh chị dễ phân biệt nhất, bản một cầu là có cái điều khiển này, một cầu nhanh này, hai cầu nhanh và hai cầu chậm. Khóa vi sai này, khóa vi sai này, lùi điểm đỗ này, nhiều lắm, em thấy nhiều tính năng lắm, rất là nhiều, đầy đủ. Dạo cái này bán tải hot lắm, em về chiếc nào là bán nhanh chiếc đấy. Đợt trước em có chiếc BT50, em cũng vừa bán xong rồi, rất là nhanh cho mọi anh Quảng Ninh. Em xin giới thiệu nhanh lại một chút, em có chiếc Ford Ranger phiên bản quay chắc, bản 2 cầu, số tự động, sản xuất năm 2019, tên cá nhân biển Hà Nội. Chiếc xe của em chạy 5,2 vạn km, em đang chào bán xe mức giá là 798 triệu, giá cả thì em còn thương lượng nữa một chút nữa. Tất cả các xe thì anh chị đều đi kiểm tra hãng thoải mái. Những chiếc này thì anh chị vẫn làm trả góp lên đến 70% được. Nên là anh chị quan tâm xe phải đến trực tiếp cửa hàng em, hoặc liên hệ số hotline trên màn hình 093 633 9363 để em hỗ trợ anh chị ạ.